Ở ngoài nghe nó khó chịu lắm, nghe tiếng nó khó chịu lắm. Đi cho ngồi. Khách tới thì kêu vô đây ngồi, còn tụi chị thì bắt ngồi mãi, tất cả tấm lỗ tai. Giờ thôi, đi. Không, không, vô đây ngồi đi chị, vô đây ngồi cho mát chị. Cho chị vô lấy ghế về em. Nhiều quá trời luôn mình nè. Đang tin, đang tin. Một chiếc bà tay khác, cái chiếc này nó bị vấn đề rồi. Nhắn tí em ha.
lát nữa về gọi sao. Là chơi tên chữ Du Du My Nguyễn á. Đau quá còn mấy mụn dễ lên quá trời luôn mình. Con ráng chịu khó chút nha. Vậy đó lát gì em lát nữa ấy thẻ sao thẻ chỉ đó đóng đủ rồi lát nữa đánh sao. Chịu được không con? Nhanh xuống mà. Nhanh tay nha.
Cho chị, cho con của chị Yến á. Anh của Minh nè. Em à anh. Em. Em mà sao nhìn bự hơn con luôn vậy? 80 kg. Ủa cái đó là em họ của con á mình. Ruột luôn. Em ruột luôn hả? Ừ. Úi giời ơi. Vậy là chắc tối anh Thành chắc qua đây quá. Anh Thành chứ quên. Dạ. Anh Thành hay anh Thành ta? Anh Thành. Ừ. Tối anh Thành qua. Dạ, em cảm ơn chị nha. Quá trời luôn, rồi được bao nhiêu.